Rồi mình chào tất cả các bạn. Giờ mình tiếp tục đi coi con xe Sumitomo X265 đang múc rất lẻ trên sông sáng bự nha các bạn. Con xe này mà mới mua lúc hổm đó các bạn, mới mua cách đây mấy ngày. Rồi xe này cần dài, rất là dài các bạn, múc lúc cần luôn. Cần rất là cao các bạn, tới đoạn dừa luôn mà, đọt dừa chánh luôn, ghê không, dựng lên là cao ghê không các bạn.